Hello, xin chào mọi người. Bao nhiêu năm trời chơi hoa huệ, thấy các bác khoe đế, trồng đế mà lên baby nhiều quá. Em cũng từng trồng rất là nhiều 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 cái đế luôn, nhưng mà toàn tèo thôi. Đến hôm nay ra đây thì bắt gặp cái em đế này. Đó, em vứt ở đây chắc là phải tầm 3 đến 4 tháng, 5 tháng gì đó rồi, không nhớ nổi thời gian nữa. Và hôm nay mò ra thì mới vào thì thấy lên được hai baby đây này. Củ đã tầm 1 cm đến 1,5 cm rồi. Đó, cái đế lịch sử của em. Lâu quá nên là còn mất cả tang, và hiện tại là không biết nó là cái bông gì, hoa gì nữa rồi. Ôi trời ơi, hôm nay cũng cho em khoe cái đế của em một xíu. Đó. Cũng là để báo cáo là trồng đế mà lên baby là có thật nhé các bác nhé. Mặc dù là nó chỉ được hai baby thôi, và còn chẳng biết tên nó là gì nữa. Bởi vì cái thời gian mà để đế mà lên baby nó rất là lâu, 3, 4, 5 tháng gì đó. Lâu quá nên là mất luôn cả tang rồi, chẳng hiểu, chẳng nhớ là cái gì nữa. Hoặc là lúc đấy bảo thôi, chẳng biết nó có lên không thì cứ dúi vào đây. Chắc là cũng là củ xịn ấy, nên là mới giữ lại đế, chứ còn củ bình thường thì chắc là cũng vứt đi thôi, chứ chẳng có dúi ở đây làm gì. Nên là có khi vội cũng không ghi tang, nên bây giờ cũng không biết cái gì, thôi đành phải chờ hoa vậy.